Hi, hello, xin chào mọi người và hôm nay admin của cộng đồng người Việt Nam lớn nhất ở Canada lại mời thạc sĩ Tôn Tất Hòa sẽ chia sẻ cho chúng ta về một số những cái điều bắt buộc phải biết mà mọi người lại thường không biết về những vấn đề liên quan đến du học phổ thông ở Canada. Và xin mời thạc sĩ Tôn Tất Hòa có thể giới thiệu lại bản thân một chút được không ạ? Xin mời anh ạ. À, thêm một lần nữa xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình livestream. À, được phát trên uh, cộng đồng người Việt uh, tại Canada của admin là cô Hương à, Cô Hương đang uh, phát từ uh, um, Hà Nội, uh, Việt Nam Còn tôi thì đang ngồi ở Canada, uh, thành phố Mississauga Thì uh, um, nếu mọi người không biết thì tôi tự giới thiệu tôi là Hòa, uh, Tôn Thức Hòa Mọi người có thể gõ tên của tôi lên trên uh, kênh Youtube hoặc là Facebook thì có thể biết ngay. Tôi đang công tác tại trường trung học tư thục ở Đây là một trường tư thục nhỏ tại thành phố Mississauga. Và tôi đang làm công tác tuyển sinh cũng như là tư vấn định hướng về nghề nghiệp và các cái vấn đề về di trú liên quan tới sinh viên quốc tế tại trường của tôi đang làm và tôi cũng thường hay chia sẻ ở trên các cái trang cộng đồng cũng như là uh, trên kênh YouTube Canada cần gì nói, uh, nếu các anh chị có thể muốn uh, nghe lại thì có thể lên đó để nghe. Còn hôm nay thì chúng ta trao đổi với nhau trực tiếp uh, các cái vấn đề liên quan đến uh, du học ở bậc phổ thông trung học. Đây là một cái uh, chuỗi uh, những cái livestream mà uh, phân tích về tất cả các cái vấn đề liên quan tới Um, du học đặc biệt là bậc phổ thông trung học uh, hôm trước thì chúng ta đã có trao đổi với nhau một số vấn đề hôm nay tiếp tục uh, thêm một cái uh, live stream nữa để các anh chị nắm rõ hơn về các cái vấn đề liên quan dạ vâng ạ uh, như những cái mình chia sẻ ở những cái livestream stream trước ạ thì uh, những cái mục tiêu chính của những cái livestream này đó là đưa ra những cái thông tin mà mọi người hoặc là những cái thỉnh nói thông tin hoặc những cái góc khuất mà mọi người không biết và những cái liên quan vấn đề thủ tục và những cái thông tin thông thường thì mọi người biết rồi nhưng mà anh Hòa là một người có chuyên môn về cố vấn di trú sinh viên quốc tế và một người đã có rất nhiều nhiều năm ở Canada rồi thì sẽ có thể là cung cấp những cái thông tin chuyên sâu hơn về những cái điều mà mọi người không biết về du học phổ thông ở Canada. Và thì uh, xin phép được bắt đầu với anh một số câu hỏi uh, chung một chút nhé, đó là nếu mà các cái kỳ uh, nhập học ở Canada về du học phổ thông là như thế nào? Và đối với những cái kỳ nhập học này thì mọi người nên chuẩn bị những cái gì ạ? liên quan đến uh, hành lý ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Uh, Canada thì uh, uh, cái kỳ nhập học uh, phổ biến nhất vẫn là kỳ uh, tháng 9, người ta gọi là kỳ nhập học mùa thu, uh, bắt đầu từ đầu tháng 9. Để như là ở Việt Nam thì chúng ta có ngày Quốc Khánh phải không ạ? Ngày Quốc Khánh là ngày 2 tháng 9 thì đâu đó vào tầm ngày 3 hoặc là ngày 5 các em bắt đầu chính thức nhập học năm học mới. Ở Canada họ có một cái ngày nghỉ lễ của quốc gia đó là ngày lễ lao động, người ta gọi là Labor Day. Labor Day thông thường nó sẽ rơi vào ngày thứ hai tuần thứ nhất của tháng 9. Tức là nó cũng nằm đâu tầm khoảng cỡ ngày 2 hoặc ngày 3. Thì đồng loạt các trường ở Canada à, phần lớn là họ sẽ khai giảng sau cái ngày à, lao động này tức là ngày thứ ba à, ngày thứ ba tuần thứ nhất của tháng 9 và cái hệ thống công lập ở Canada thì họ sẽ có hai cái kỳ nhập học người ta gọi là kỳ nhập học và mùa thu là bắt đầu từ tháng 9 như tôi vừa nói nó kéo dài cho đến à, gần hết tháng 1 của năm sau tức là kết thúc học kỳ 1 sau đó thì họ có một cái kỳ thứ hai à, là bắt đầu từ đầu tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 6. Như vậy là ở Canada đó có một cái nét tương đồng về mặt thời gian à, đối với um, cái lịch học ở tại Việt Nam, họ cũng có hai kỳ. Bắt đầu từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 1 và kỳ bắt đầu từ tháng 2 cho đến cuối tháng 6. À, vì sao lại có cái trường hợp là một năm nó kéo dài đến 10 tháng học là vì ở Canada có hai cái kỳ nghỉ nằm ở giữa cái năm học đấy. Thứ nhất là nghỉ đông. Ví dụ, à, bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 là họ nghỉ đông, tức là nghỉ Giáng sinh. À, sau đó thì nghỉ qua tới Tây. Cho nên, mất khoảng cỡ hai tuần học. Và sau đó họ có một cái kỳ nghỉ gọi là nghỉ xuân. À, thì bên này họ gọi là cái march break, tức là vào tầm khoảng tháng 3. Thì lúc đó là giao điểm giữa mùa đông với mùa xuân thì họ họ ghi cái ngày đó gọi là kỳ nghỉ xuân. Mình nó mất xuân. thêm khoảng 2 tuần nữa. Cho nên à tính ra là 10 tháng học nhưng thực tế là học sinh học có 9 tháng thôi. Đây là à. chưa kể những cái kỳ gọi là long weekends, tức là có những cái 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 cái, cái kỳ nghỉ cuối tuần nó rơi vào thêm một cây ngày nữa họ cho nghỉ thêm ngày thứ hai cho nên tính ra thì về tổng cái thời gian học nó cũng bằng ở bên Việt Nam nhưng mà kỳ nghỉ hè đó là bắt đầu từ tháng 7 trong khi Việt Nam bắt đầu kỳ nghỉ hè là tháng năm. 6 cuối tháng năm. 5 và đầu tháng 6 đấy thì uh, có hai kỳ như vậy đấy là cái hệ thống công lập họ chia còn các cái trường nào mà các em học sinh Việt Nam à, nếu sang đây để đi du học ấy mà à. học ở các cái trường tư thục thì cái kỳ học của họ sẽ chia nhỏ ra không phải là hai kỳ mà họ có thể chia thành ba kỳ, bốn kỳ hoặc là năm kỳ. Ví dụ ở trường Erendel thì họ chia một cái năm học thành là năm học kỳ nhỏ, mỗi wow. học kỳ như vậy hai tháng và à đúng chương trình. Tại vì tối đa của một năm học là 10 tháng thì một tháng chỉ được học là một tín chỉ mà thôi. Như vậy à, tối đa của một năm học là 10 tháng. Như vậy họ sẽ chia thành năm kỳ, một kỳ là hai tháng và học được hai tín chỉ. À, nó sẽ nhanh hơn à, so với cái hệ thống à, trường công lập và cái kỳ họ chia ra nhiều là để cho học sinh à, ở các cái nước đến mà ở Canada mà yêu cầu có cái visa, tại vì visa thì thông thường đó là nhân viên của bộ di trú họ xét không có gọi là thời gian cố định, à, không có thời gian cố định, cho nên á là à, khi học sinh có visa thì à, các em có thể bay sang học và nếu mà chia ừ. ra hai học kỳ thôi thì nó sẽ khó, vì vậy mà họ chia ra thành năm học kỳ để ừ. các em này có visa lúc nào thì sang đây để học lúc đó. Và cái hành trang mà để chuẩn bị cho các em này đi du học thì như tôi nói lần trước đó là ngoài cái kiến thức tiếng Anh, ngoài cái tài chánh của gia đình và cái tinh thần chuẩn bị sẵn sàng đi du học thì có những cái hành trang mang tính chất vật lý, à, ví dụ như là chọn cái thời điểm để sang Canada để đi du học. Có những cái em mà đi sang tháng 9 thì cái cái lúc này thời tiết nó vẫn đang còn ấm, tháng 9 là chưa sang mùa thu, nhưng mà nhiệt độ nó bắt đầu giảm dần, nó bắt đầu giảm dần vào buổi tối, à, cho nên là áo, quần, giày, dép thì cũng sẽ đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn các em mà đi nhập học kỳ tháng 2, tại vì kỳ tháng 2 là kỳ lúc mà thời tiết ở đây khắc nghiệt nhất, lạnh nhất trong năm là tháng 1 và tháng 2, cho nên... À, cái việc chuẩn bị giày dép như là à, nón len tay chùm à, cho nó ấm rồi khăn rồi áo ấm thì chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ và cái tinh thần của những cái bạn mà đi nhập học vào kỳ tháng 2 nó sẽ khác vào tháng 9 tháng 9 là đầu năm học các em vào lớp mới bạn mới thầy cô đều mới hết nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với những cái em mà đi từ tháng 2 tức là giữa học à, là bắt đầu học kỳ 2 rồi có nghĩa là cái lớp người ta đang học bình thường thì một học sinh quốc tế vào nó sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ hơn. Cho nên các em nào mà đi nhập học vào kỳ tháng 2 là phải chuẩn bị tinh thần nó mạnh mẽ hơn. Tại vì thời tiết khắc nghiệt hơn, cần phải chuẩn bị nhiều. Lớp học đang diễn ra thì chúng ta vào ở giữa. Cho nên chúng ta là cái người mới đến mà đến có thể được xem như là không có đúng lúc. À, tất cả cái bữa tiệc người ta đã bắt đầu rồi thì mình tới trễ nó khác với cái hệ thống tư thục đúng không ạ tư thục thì đến quanh năm đều được hết à, và cái quan trọng nữa là um, các em phải uh, trang bị cho mình uh, cái kiến thức mà đi từ việt nam sang canada một cái chuyến đi rất là dài có thể gọi là dài nhất tại vì uh, rất nhiều người uh, họ bay sang canada một lần là họ cảm thấy uh, có thể gọi là tưởng tới già tại vì cái chặng đường bay nó quá dài từ Việt Nam sang Canada ít nhất là phải bay hai chặng ít yeah. nhất là bay hai chặng à, một chặng từ Hà Nội hoặc là Sài Gòn à, hoặc là Đà Nẵng rồi bay thẳng sang một cái nước thứ hai là à, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Hồng Kông rồi mới bay tiếp sang Vancouver hay là Toronto ở đây nó rất là dài tổng thời gian lên tới gần 20 tiếng đồng hồ Wow. chưa kể cái thời gian quá cảnh tại một nước thứ hai, chưa kể thời gian di chuyển về nhà homestay, cho nên là các em phải chuẩn bị một cái tư tưởng rằng là mình sẽ đi một chuyến đi rất dài và rất mệt mỏi, à, có thể gọi là đi một nửa vòng trái đất, cho nên là à, đó là cái 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 việc chuẩn bị cần phải có và cần phải được hướng dẫn trước để các em không có bỡ ngỡ thì vâng. uh, các cái trung tâm hay là kể luôn học sinh của tôi thông thường là có những cái buổi người ta gọi là pre departure tức là ừ. trước lúc khởi hành phải có một cái buổi để hướng dẫn cho các em thủ tục hành tránh như thế nào tưởng tượng ra khi mình đến sân bay mình làm gì mình sẽ được hỏi cái gì mình sẽ chờ ở đâu nói chung là phải mô tả cho các em từ đầu tới cuối tại vì các em này dưới 18 tuổi và ừ. đi một mình và đi một chuyến đi rất dài bao gồm tất cả các thủ tục có thể nói là rườm rà nhất Phải không ạ? đấy thì nói hơi dài nhưng mà uh, tất cả những cái điều đây là điều cực kỳ quan trọng đối với các em học sinh trung học. Vâng, uh, cho em hỏi một chút là cái anh còn nhắc đến cái những cái thủ tục hành chính mà người ta sẽ hỏi ấy ạ? thì uh, thì anh có thể nói rõ hơn về những cái giấy tờ mà có thể người ta hỏi không ạ? Và ví dụ như một người mà có thể là bố mẹ sẽ muốn là cho con cái cầm rất là nhiều tiền mặt đi để cho phòng trừ. Không chẳng may mà có vấn đề gì là, là cũng lo lắng. Thì ví dụ cái số tiền mặt mà tối đa các học sinh có thể mang là bao nhiêu và những cái thử giấy tờ mà có thể là hải quan và các bên liên quan sẽ hỏi là gì ạ? Xin mời anh ạ. Tất cả những cái giấy tờ này đó là à, đã được nộp lên cho Bộ Di trú của Canada à, trước trong và cả ngay sau khi các em được cấp cái giấy tờ để đi sang đây đi du học về thủ tục thì chắc tôi không nói nhiều lý do là trước khi các em được cấp cái visa các em cầm cái cuốn hộ chiếu rồi trong đó có cái visa của canada dán lên trên cái hộ chiếu đấy thì các em phải trải qua rất nhiều các cái thủ tục khác ví dụ là xin trường phải có thư nhập học có biên nhận đóng học phí, có giấy giám hộ của uh, một người ở Canada, tại vì các em này dưới 18 tuổi. Rồi bên Việt Nam là gồm có tất cả các cái giấy tờ chứng minh tài chánh, rồi uh, giấy tờ nhân thân phải không? căn cước công dân, hộ chiếu, rồi kể luôn cả các thủ tục khám sức khỏe, rồi uh, học bạ đã cung cấp cho trường, vân vân, đầy đủ hết tất cả các cái giấy tờ đấy thì mới được cấp cái visa thì tất cả những cái giấy tờ mà chúng ta đã cung cấp cho bộ di trú mà xin cái visa này chúng ta kẹp vào một cái bộ hồ sơ đầy đủ để mang theo và tốt nhất là phải có thứ tự thứ tự từ cái quan trọng nhất cho tới cái ít quan trọng nhất ví dụ cái này là quan trọng nhất cái hộ chiếu luôn luôn là vật bất ly thân đối với một cái người xuất ngoại cho nên hộ chiếu phải giữ cho kỹ cho sạch và tiếp theo là các cái giấy tờ ví dụ cái giấy quyết định cấp cái study permit hay là cấp cái work permit gì đấy đại loại như thế thì chúng ta phải kẹp vào ngay phía sau cái hộ chiếu chúng ta bỏ vào trong một cái folder đó bỏ vào trong một cái cái tệp mà nilon thì chúng ta bỏ theo trình tự như vậy cầm theo rồi các giấy tờ ví dụ thư nhập học của trường giấy báo mà chúng ta đã được chấp nhận vào trường học, rồi cái biên nhận chúng ta đóng học phí, rồi cái giấy xác nhận là chúng ta có khám sức khỏe vân à, vân thì chúng ta bỏ trình tự như vậy. Và đối với học sinh trung học thì dĩ nhiên phải bỏ thêm cái tờ giấy giám hộ. Để nhân viên hải quan ngay tại ở Việt Nam họ cũng đã kiểm tra cái giấy tờ này. Tại vì các em gọi là đi học thì nhân viên họ sẽ kiểm tra là dưới 18 tuổi cái giấy giám hộ ở đâu. Giấy giám hộ là gì? Là cái giấy một bên cha mẹ phía Việt Nam ký ủy quyền cho một cái người, công dân hay là thường trú nhân ở Canada làm giám hộ về mặt pháp lý. Giám hộ nghĩa là thay thế cho cha mẹ có quyền. À, tại vì con em của mình dưới 18 tuổi đi ra nước ngoài cần phải có một người để bảo vệ về mặt pháp lý. Người này nếu không có sự cố gì thì vai trò của họ không phát huy nhưng nếu gặp sự cố thì chính người này là có tầm quan trọng như là cha mẹ lúc đấy cha mẹ không liên lạc được mà cái người giám hộ là người rất quan trọng thì từ ngay sân bay phía Việt Nam họ đã kiểm tra tờ giấy này khi tới hải quan ở tại uh, một cái nước trung chuyển thì họ cũng sẽ kiểm tra nhưng mà nó ít phức tạp hơn tại vì lúc này là quá cảnh thôi tới một cái thì chỉ của chuẩn bị là làm thủ tục kiểm tra an ninh vào nước của họ sau đó là tiếp tục chờ và làm tiếp tục thủ tục an ninh khác để đi lên một cái chuyến bay lớn hơn à, từ nước châu á nào đó để bay sang toronto hay là bay sang vancouver à, khi đến canada này hải quan ở canada họ cũng sẽ hỏi tất cả những cái giấy tờ như thế phải kê khai đầy đủ có tất cả những cái giấy tờ giám hộ visa dĩ nhiên rồi và các cái giấy nhập học của trường và tất cả những cái giấy mà tôi vừa nêu ra phải để ở trong một cái tệp đó. Họ hỏi cái gì thì mình đưa cái đó. Nhưng quan trọng nhất là cái thư nhập học của trường, cái giấy giám hộ họ sẽ hỏi. Đó là một điều chắc chắn họ sẽ liên lạc. Tại vì à, nó sẽ xảy ra những cái vấn đề, ví dụ à trẻ nó đi như thế thì có ai giám hộ hay không? Giám hộ này có hợp pháp hay không? Họ sẽ yêu cầu. Và khi họ cần liên lạc nói chuyện với người giám hộ thì họ sẽ nhìn vào trong cái tờ giấy giám hộ đó nó có cái số điện thoại và họ sẽ nhấc điện thoại lên họ gọi à, ông hay là bà có biết cái à, học sinh này hay không học sinh này học trường nào họ muốn kiểm tra lại cho chắc chắn và điều này chắc chắn sắp tới họ sẽ kiểm tra kỹ hơn tại vì Canada họ đang siết chặt về nhập cư cho nên họ rất cần những cái thông tin như thế à, về tiền mặt thì các em À, theo luật của hai nước đối với Việt Nam một cái người xuất ngoại là nếu đem trên 5.000 đô Mỹ thì phải có khai báo đúng không à, Chắc chắn là như thế Tại vì nếu mà chúng ta mang nhiều tiền mặt quá mà chúng ta không kê khai không có lý do thì hải quan họ có quyền phạt tiền mình thì à, 5.000 đô Mỹ thì chúng ta đổi sang đô Canada có thể nó lên tới là 7.000 cái không? Thì cho nên chúng ta nói là tối đa mang theo tiền mặt khoảng 7 ngàn đi. Đó là đúng luật, đúng pháp. Còn mang thêm nhiều hơn thì hải quan Việt Nam có cho qua hay không mới là điều quan trọng. Còn khi đến Canada họ cũng có sẽ hỏi một câu là bạn có mang tiền mặt quá 10 ngàn đô hay không? Nghĩa là Việt Nam thì quy định khoảng cỡ 7 ngàn đô, tại vì 5 ngàn đô Mỹ. Còn Canada thì họ quan tâm tới những người nào mà mang quá 10 ngàn đô tiền mặt. Nghĩa là khi quá 10.000 đô tiền mặt thì họ sẽ hỏi lý do và họ sẽ chất vấn thêm mang theo nhiều tiền để làm gì. Chứ họ không có cấm đoán gì hết nhưng mà cần phải kê khai, cần phải có lý do. Đấy, thì thông thường tôi thấy học sinh mà trung học ít có em nào cầm quá 10.000. Cho nên chúng ta yên tâm về phần này. Mang theo nhiều tiền mặt thì đôi khi lại là nó mất ở giữa chừng, các em nó không cẩn thận thì rớt mất chứ cũng không ai ăn cắp ăn dược gì nhưng mà sợ rớt phải không? Um, còn tới Canada thì các em sẽ ra mở thẻ ngân hàng rồi gửi cái số tài khoản về cho cha mẹ tại Việt Nam. Cha mẹ từ Việt Nam có thể ra ngân hàng gửi tiền vào tài khoản của các em tại Việt Nam à tại Canada nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy là về tiền mặt nhé. Đừng có làm bất kỳ việc gì mà pháp luật cấm. phía Việt Nam họ quy định tối đa 5.000 thì chúng ta mang tối đa 5.000 đô Mỹ. Canada họ yêu cầu mang quá 10.000 đô Canada thì phải khai báo. Chúng ta phải khai báo nếu mà mang quá 10.000. Thế thôi. Vâng. À, Trang hỏi một chút về những cái đồ chú em thấy nhiều du học sinh Việt Nam muốn là mang sang rất nhiều thực phẩm ấy. Thực phẩm thì rất là sợ nửa vòng trái đất là không có những đồ mà ở nhà mọi người hay sử dụng hay ăn thì ạ. Thì anh có những cái lưu ý gì không ạ? Ví dụ như là về thịt hay là Hải sản hay là tất cả những cái đồ gì ạ? Rồi những cái liên quan đến thức ăn, thức uống ấy, Thì mọi người nên lưu ý những điều gì ạ? Thứ nhất nè, học sinh nào mà đi sang Canada thì bố mẹ cũng thường hay lo. Vâng. Thì chắc. Kể luôn cả sinh viên lớn tuổi họ cũng lo. Họ lo là có lý. Lý do thế này, Canada hiện giờ nó không có thiếu nhiều như là nhiều năm về trước. Tại vì giao thương giữa các nước nó trở nên rất dễ dàng rồi việc nhập khẩu hàng hóa vào siêu thị ở canada nó tương đối dễ dàng trừ những cái món gọi là quá đặc biệt nó mới hiếm thôi chứ còn mà những cái người sống ở những cái thành phố lớn ví dụ vancouver hay là toronto hay là tôi ở mississauga thì gần ngay cái sân bay ở đây à, cho nên không thiếu thứ gì hết người ta hay gọi là canada chỉ có thiếu tiền thôi à, còn có tiền là có thể mua được tuy nhiên với những cái em học sinh mà mới sang canada thì chúng ta sẽ thấy nó khó khăn ở chỗ là gì? Có thể một tuần đầu tiên chúng ta chưa quen đường xá cho nên chúng ta lại thiếu chứ không phải là Canada thiếu mà chúng ta thiếu phương tiện để đi ra mua cho mấy ngày đầu tiên cho nên mang theo là hoàn toàn hợp lý. Thứ hai nữa là một cái người khách bay thì họ cho mang tới hai cái vali. Bây giờ có hãng thì họ cho mang một một cái thôi, tức là 23 kg. Còn thông thường các cái hãng ví dụ là Korean Air hay là Eva chẳng hạn đi à, thì họ sẽ cho mang tới hai cái kiện và một kiện như vậy là 23 kg. Sinh viên thì đâu có mang cái gì nhiều, một cái túi đồ áo quần thì tức là nó dư gần một cái vali. Thì tội gì không bỏ thêm một ít đồ ăn để mà dự phòng. Đấy đặc biệt là các em mà ở với nhà người Việt á, thì chúng ta có thể mang theo đồ ăn tại vì cái nhà người Việt họ có thể sử dụng những cái đồ ăn từ Việt Nam sang để nấu còn với những cái nhà mà các em mà ở homestay người nước ngoài rồi đó thì chúng ta mang đi thì đôi khi nó cũng là thừa tại vì mang đi mà nấu không được cũng như không phải không ta đem cá khô này kia các thứ thì nhà Tây họ đâu có chịu cho mình nấu đâu cho nên à, có thể mang theo những cái món sau đây đồ khô bánh kẹo vẫn có thể mang theo để ăn cho nó đỡ buồn, nhất là trong thời gian đầu. Cái gì mà chúng ta có thể là nhẹ nhàng đóng gói được mang theo trừ những cái sản phẩm liên quan tới thịt. Kể luôn cả thịt tươi, thịt tươi thì càng cấm kỵ rồi, nhưng mà nói chung là thịt thì chúng ta hạn chế mang theo. Kể luôn thịt con gà à, cũng 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 không mang theo. Thịt heo, bò kể luôn cả gà cũng không nên mang. Nói chung là cái gì gọi là thịt còn hải sản thì chúng ta có thể mang thoải mái miễn là đừng hôi. có để cho nó hôi, đừng có để cho ừ. nó chảy nước ra là được. thì các cái món mà cá khô rồi này kia thì chúng ta có thể mang. chứ còn thật ra là đừng có mang theo dâm bông hay bất kỳ cái gì liên quan tới thịt không mang nhé. còn hải sản khô có quyền mang theo thoải mái miễn là đóng gói chân không cho nó nhẹ và nó sạch sẽ không bốc mùi. Um, mang theo trái cây được không? được nếu mà chúng ta đóng thùng, xốp, đàng hòa vẫn mang theo được. Canada nói chung là dễ dàng hơn ở bên Mỹ, dễ dàng hơn bên Úc và dễ dàng hơn New Zealand rất nhiều. À, chỉ trừ thịt là đừng có mang theo. còn các em có thể mang theo một ít mì gói, à, mì nào mà mình yêu thích á, phải không? mì nào mà mình yêu thích ở Việt Nam à, và mang theo một ít thôi chứ cũng không cần phải mang theo quá nhiều. Tại vì các em nhỏ này đang ở homestay cho nên không có nhu cầu mang theo nhiều đâu. Nhưng mà mì gói có thể là mang theo 10 gói như thế nào đấy. Để tối tối mà nhà homestay lúc mình chưa quen á, thì mình có thể chế mì để mình ăn. Nó đỡ buồn và đỡ nhớ món ăn Việt Nam. Đơn giản thế thôi. Đừng có mang theo thịt. À, cái gì không cần thiết chúng ta để ở nhà. nha Đi cho nó nhẹ và chỉ bỏ thêm tiền cho nó nhiều. Ở trong cái tài khoản của mình á Có Đó. Đó thể mang theo để mà xài vâng. Còn cái đấy là tôi lưu ý ở những cái thành phố lớn ấy. Còn những cái bạn mà Ở những cái thành phố xa xôi hẻo lánh Như là lần trước tôi có phân tích rồi đấy Là nó sẽ hiếm đồ ăn hơn Đặc biệt là các bạn mà Ở các cái nhà homestay của người Không phải người Việt Họ nấu ăn ừ. nó khác thì Cái giai đoạn đầu nó sẽ rất vất vả Vừa nhớ nhà vừa nhớ thức ăn Vừa thiếu thốn đủ thứ hết Nó sẽ vất vả hơn rất nhiều So với những cái bạn mà Ở thành phố lớn là một Đến ở cái nhà của người Việt là hai Rất là thuận tiện Vâng à, Xin hỏi anh nhiều hơn Về cái chỗ ở Các cái lựa chọn chỗ ở Vì em cũng thấy anh nhắc đến Dụ như homestay người Việt Để homestay có chủ là người nước ngoài Hoặc là ký túc xá chẳng hạn thì đây là những cái vấn đề mà rất là quan tâm bởi vì kể cả những cái trung tâm du học ở Việt Nam thì có thể người ta cũng không nắm được những cái thông tin này bằng những người mà đã có chuyên môn ở Canada lâu năm như anh. Thì xin phép anh có thể phân tích về những cái lựa chọn chỗ ở được không ạ? Và anh có thể so sánh những cái điểm ưu ưu điểm và nhược điểm và chi phí nữa của từng cái loại này như nào? Ký túc xá hoặc là những cái homestay bên ngoài của người người Việt hoặc là những homestay của người nước ngoài xin mời anh ạ. À, tôi đang nói về à uh môi trường ở Canada thôi nhé, còn ở Mỹ vâng. và ở úc có thể là khác nhau. thì các em học sinh quốc tế mà bậc trung học á ở Canada là thường á thì các em sẽ ở à, ký túc xá với những cái bạn nào mà đi học trường tư thục. tại vì sao như vậy? trường công á họ không có lo về ký túc xá trường công lập ở Canada, công lập là gì là hệ thống trường học dành cho dân địa phương. Nghĩa là mặc định các em học sinh này ở các trường công lập là có cha mẹ ở tại Canada. Cho nên họ không có nhu cầu để mà mở ký túc xá hay làm gì hết. Và đối tượng du học sinh quốc tế tới học ở trường công lập không phải là đối tượng chính của hệ thống công lập ở Canada. Chẳng qua là thêm vài cái chỗ trong trường để cho các em quốc tế tới để học thôi và học thì họ thu tiền họ thu tiền họ đóng thế, họ nộp lên cho sở giáo dục hoặc là họ đầu tư vào các cái khoản cơ sở vật chất của cái trường công lập đó cho nên họ không có nhu cầu lo chỗ ăn, chỗ ở cho học sinh quốc tế cho nên các bạn nào mà khi nói rằng là đi học ở trường công lập thì họ sẽ có một cái hệ thống gọi là đi tìm nhà homestay cho học sinh và cái này không phải là của trường trường họ không lo trường công lập họ không lo cái việc gọi là đi tìm chỗ cho học sinh tại vì không phải trách nhiệm của họ học sinh quốc tế tới mặc định là tự đi tìm chỗ anh tìm không được phải không thì họ giới thiệu cho cái tổ chức ví dụ à, nó có một tổ chức rất lớn đó là Canada Homestay Network đấy là một cái tổ chức gọi là độc lập mà họ chuyên đi tìm nhà và chỗ ở cho học sinh quốc tế, cho nên là phải thông qua họ và có gì thì họ báo với trường, họ vẫn liên kết với trường nhưng mà không phải là một bộ phận chính của trường công lập. thì phần lớn các em mà đi học ở tư... gọi là trường công lập mà của nhà nước á, thì chắc chắn là sẽ ở homestay là nhiều, tại vì trường đó họ không có ký túc xá. còn các cái trường tư thục thì họ có các loại hình sau đây, thứ nhất trường nào mà có đầu tư về ký túc xá thì họ có có thể là ngay tại trong trường. Họ xây luôn cả những cái nhà lớn để nhận học sinh quốc tế và trong đó có thể là có nhiều cái loại phòng. Các em, 4, 5 em ở chung một phòng, hai em ở chung một phòng, rồi một em cũng có thể là phòng riêng tùy theo cái mức giá mà các em có thể phải trả. Đấy là trường tư thục Và trường tư thục thì đôi khi họ cũng không đủ cái chỗ ký túc xa này cho nên các em là phải đi ở nhà homestay ở bên ngoài như là hệ thống công lập nhưng mà hệ thống trường tư á là họ có người họ có một cái bộ phận đi tìm nhà homestay cho học sinh của họ trực tiếp luôn chứ không có thông qua một cái tổ chức thứ ba họ không cần cho nên á là học sinh có thể ở ký túc xá là một này à, ở homestay là hai bây giờ nói homestay thôi à, thì có hai dạng một á là ở nhà homestay của người không phải người Việt Nam tôi không nói là dân bản xứ nha không phải dân bản xứ không phải dân là bản địa gì hết ở đây cả và cũng không phải là native English speaker không nói cái đó tại vì sao tại vì Canada là một nước đa sắc tộc một nước mà có thế hệ này tới thế hệ khác là dân nhập cư và hơn 100 quốc gia trên thế giới họ đều có dân ở đây hết trở thành thường trú nhân rồi là dân quốc tịch và khi họ trở thành quốc tịch họ được gọi là Canadian chung hết chỉ là truy ra cái gốc của họ ở đâu thôi chứ không gọi là dân bản địa tại vì sao dân bản địa của canada là thổ dân chứ không ai được gọi là dân gọi là native ở đây hết khi mà nói là native canadian có nghĩa là người ta nói đến những cái người thổ dân trước đây ông bà tổ tiên của họ đến đây hàng ngàn năm còn dân nhập cư mới tới đây vài trăm năm thôi Đấy cho nên là tôi nói rất rõ để các anh chị phụ huynh nào mà nghe đó là mình phải hiểu rất rõ về khái niệm là gì? Ở nhà homestay của một gia đình không phải là người gốc Việt. Như vậy họ có thể là người gốc Campuchia được không? Được. Họ có thể người gốc Philippines, người gốc Ukraine, người gốc Mã Lai. Tất cả đều là dân Canada hết nhưng mà gốc nào thôi. Thế thì nếu như các em mà muốn ở những cái nhà đó thì các em sẽ không được giao tiếp bằng tiếng Việt tôi đang nói là không được chứ không phải là không có cơ hội nha là không được có nghĩa là gì gần như là một cái uh, một cái quyền lợi mà mình bị mất đi vì sao tôi nói như thế vì đa số phụ huynh cứ nghĩ rằng là con em của mình đi sang cái nhà mà không nói tiếng Việt hay là nhà dân bản xứ đấy, chúng ta hay nghe như vậy thì các em sẽ được thực tập tiếng Anh nhiều lý do đơn giản là gia đình ấy không nói tiếng Việt cho nên các em phải nói tiếng Anh Đấy Thì cái khó của cái nhà homestay người nước ngoài là thế nào Nó không dành cho tất cả các em học sinh Việt Nam Hay là các em ở trên thế giới Tại vì sao Nó có những cái khó khăn Thứ nhất là khác văn hóa Cho nên nó chỉ phù hợp với những cái em nào Mà chịu học hỏi Chịu hòa nhập với cái văn hóa của người khác Mà không khăng khăng là phải nhất định Mình phải sống với người Việt Nam Thì các em có thể ở đó cái khó thứ hai đó là về ăn uống tại vì những cái nhà mà người philippines thì họ nấu ăn khác những cái người mà gốc gọi là châu âu thì họ sẽ nấu ăn khác và các em vào trong đó các em cũng không có được yêu cầu là tôi phải ăn phở tôi phải ăn bún như thế này các em không có quyền mà họ ăn cái gì thì mình ăn cái đó cùng lắm thì họ thấy mình thích ăn phở thì lâu lâu họ mua thêm cho thôi chứ họ không có một cái chuyện là gì tôi là người gốc châu âu tôi nhận anh vào ở trong cái nhà của tôi nhưng mà anh đòi ăn cái này thì tôi phải chiều không có tại vì không bao giờ có một cái phí nào như vậy cả và kế luôn cả trả tiền cái người dân ở đây họ cũng không làm như vậy cho nên những cái em nào khó hòa nhập là một khó giao tiếp với những cái người ngoài gia đình mình và khó ăn uống thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề ở trong các cái nhà homestay không phải là người Việt. Bây giờ nhà ở người Việt thì sao? Thứ nhất, nó có một cái bất lợi là các em sẽ ít được nói tiếng Anh. Tại vì ở chung với nhà người Việt thì mắc mới gì hai người này lại nói tiếng tiếng Anh với nhau, không cần thiết giao tiếp có thể bằng tiếng Việt. À. Tuy nhiên là về ăn uống, về văn hóa khi mà các em gọi là cần giúp đỡ thì nói được ngay tại vì cùng văn hóa, cô ơi chú ơi, con đang cần cái này, con đang cần cái kia thì nó dễ hơn. Tại vì chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Ăn uống thì dĩ nhiên là quá dễ dàng rồi. Chúng ta hãy ăn cơm gà chiên nước mắm. Ví dụ như thế thì mình đòi người nước ngoài thì mình đòi người xứ khác nấu cho mình món gọi là cánh gà chiên nước mắm thì chắc chắn họ làm không được, nhưng mà người Việt thì họ thường ăn như thế, cho nên mình cùng cái sở thích cùng một cái khẩu vị sẽ dễ dàng hơn rất, rất là nhiều. Bây giờ tùy mình so sánh thôi, cái đứa nào nó dễ hòa nhập, chấp nhận ăn uống và là giống như tay thì các em chọn nhà homestay người nước ngoài. Các em nào mà hơi khó ăn uống và cũng không có nhu cầu gì đặc biệt mà chỉ thấy gần gũi với cái nhà người Việt thôi thì chúng ta sẽ chọn nhà homestay người Việt có hết đầy đủ và giống như ở trường của tôi thì tôi tìm cả hai cho học sinh của mình và thường thường thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ là 50 50. Có nhiều ừ. em là cứ 50, cứ 5 em thì có những cái em hòa nhập được, có những em là chỉ ở nhà người Việt được thôi. Và cái quan trọng nhất mà các anh chị không biết đó là gì? Nếu như con của mình mà có chuyện đó thì mình liên lạc với nhà homestay người nước ngoài gần như không được mà họ cũng không có báo cáo gì cho phía gia đình hết, tại vì họ không có trách nhiệm đó. Họ chỉ báo cáo cho một cái người giám hộ bên Canada thôi và trường học thôi. chứ họ không có báo cho gia đình. Còn nếu như ở với gia đình người Việt thì cùng văn hóa. Cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện được với cái người nhà homestay đó bằng tiếng Việt mà và mình cũng có thể lấy được cái sự liên lạc. Ví dụ rất nhiều phụ huynh ở đây tôi vẫn kết nối qua Facebook, vẫn Zalo để cho gì cái chủ nhà homestay đó họ có thể tương tác được với phụ huynh ở Việt yeah. Nam luôn nó dễ hơn rất là nhiều cái tiếp nữa là gì à, là vì các em chỉ ở Canada này 1-2 năm thôi, trung học thôi cho nên thực sự là à, hôm nào có chủ đề khác tôi sẽ nói về cái việc là hòa nhập như thế nào ở Canada cái cách hòa nhập nó ra làm sao đấy là một cái chủ đề rất hay mà tôi nghĩ phụ huynh cần phải biết con em mình chỉ sang đây có 1-2 năm thôi thì 1-2 năm đấy là cái sự chuẩn bị là cái sự chuyển tiếp cho nên không nhất thiết phải ép con mình phải trở thành một cái người khác hoàn toàn. Tại vì nó áp lực của nó đã đủ rồi. Áp lực của cái việc là gì chuyển từ Việt Nam sang Canada để học là đã khó rồi. Chuyển từ Việt Nam sang Canada từ tiếng Việt dạy học trong trường sang tiếng tiếng Anh ở trong trường là đã khó rồi. Thời tiết từ nóng sang rất lạnh là đã khó. Đúng không ạ? Cho nên là cái việc mà mà ép con mình phải hòa nhập được, phải làm thế nào để nói tiếng Anh như gió à là sau 1 2 năm là điều bất khả thi. Đấy, là điều bất khả thi. Cho nên á là phụ huynh cần phải hiểu điều đó. Lúc nào tôi cũng nói rằng là bỏ lên cán cân để mà chúng ta cân cái nào nó lợi hơn và con của mình nằm ở đâu. Con của mình nằm ở trường công hay là con của mình sẽ nên ở trường tư con của mình nên ở nhà homestay người nước ngoài hay là ở nhà homestay người người Việt Nam là điều phải phân tích rất kỹ chứ không phải đứa nào cũng sẽ như đứa nào đúng không ạ? À? thì đấy là cái chủ đề mà tôi thường hay phân tích nó mất cách một vài tiếng đồng hồ để giải thích rất cặn kẽ cho phụ huynh họ hiểu chứ không phải đơn giản là cứ à, con đi du học sang đấy ở homestay rồi hết thế thì sau này nó bể chuyện ra tại vì những cái đứa trẻ ở Việt Nam hiện giờ đó và thế hệ này nói chung là đa số nó không có một cái sức gọi là chịu đựng như là thế hệ ừ. trước đó. Thế hệ càng khó khăn như chúng tôi trước đây thì cái sự chịu đựng nó càng cao. Còn bây giờ là các em đủ điều kiện quá cho nên cái sức đề kháng nó yếu đi. Nó giống y chang như cơ thể của con người. Như thế, cho nên thế hệ này là cần phải rất kỹ chứ không phải như ngày xưa. Đụng cái là phàn nàn, đụng cái là muốn thay đổi cho dễ dàng, cho nên cần phải phân tích ngay từ đầu và hướng dẫn rất kỹ trước khi các em đặt chân đến xứ này. À, thế còn về ký túc xá sao anh Anh em cũng thấy anh nhắc bên ký trên. Túc có ký túc xá là của trường học đúng không Ký túc xá được. là như tôi có phân tích là ở trường học thì được một cái lợi là gì? Các em sẽ ở chung với các bạn à, cùng trường, chứ không có ai khác hết. Ký túc xá là dành riêng cho cái sinh viên của trường đấy mà. Thì à, thông thường đó là nó nằm ngay tại trường luôn ăn uống cũng tại trường luôn nhưng mà các em sẽ ở chung với các bạn quốc tế khác nhau và các em phải tập một cách là sống chung tại vì nếu mình mướn một cái phòng riêng thì trường không có trường không thể có là một cái ký túc xá lên tới vài trăm chỗ cho học sinh đi học được họ chỉ có có thể là có năm chục phòng là đã khá rồi cho nên là một phòng như vậy ít nhất là 3 tới 4 em và chúng ta ở như là sinh viên của Việt Nam mà đi gọi um, là đi quân đội thế một phòng có thể lên tới bốn em rồi cái nhà vệ sinh thì dĩ nhiên nó nằm ở cái khu vực bên ngoài các em sẽ đi ra đó và họ sẽ chia ra ký túc xá nam nam riêng nữ riêng họ chia ra từng khu ha cái cái vui của ký túc xá là các em này học chung trường có thể cùng trang cùng lửa nói chuyện cũng dễ À, là thứ hai là tiện, tại vì ăn uống cũng tại trường luôn, nó dễ dàng, không phải mất tốn thời gian để đi xe buýt, à, trừ các cái trường hợp là ký túc xá của trường họ nằm một cái khu vực nào đó, à, nó cách trường một cây số, hai cây số, vân vân, thì mới là ở xa thôi. Còn thông thường đã gọi là ký túc xá thì nó nằm gần trường, nó nằm ở bên trong khuôn viên của trường. Tuy nhiên À, các em này nó sẽ à, đôi khi là sinh ra chuyện, tại vì cùng trang cùng lứa và khác văn hóa, à, khi xảy ra chuyện thì các em có thể chưa có khả năng giải quyết được vấn đề, người ta gọi là cái cái à, cái giải quyết các cái khủng hoảng, á, à, các cái mâu thuẫn á, nó chưa có chưa có kỹ năng này, thì có thể sinh ra những cái chuyện xích mích, có thể cãi lộn nhau, rồi dĩ nhiên là có giám thị của trường họ tính xử phải không? À, các em mất đi một cái phần thế này đó là các em chỉ biết được cái lúa tuổi với nhau thôi trong trường thôi chứ các em không biết gì ngoài cái khuôn viên của trường còn ở homestay thì nó là tiện hơn ở chỗ là gì các em có thể biết được à bên ngoài lối sống của họ như thế gia đình họ như thế và có cái không khí của gia đình hơn còn ký túc xá là thường không có không khí của gia đình nó chỉ được cái là nó tiện nó gần trường ăn uống nó cũng chung của trường luôn nhưng mà không có bao nhiêu trường có ký túc xá đâu ở Canada đó không bao nhiêu trường có ký túc xá và nếu có thì nó rất đắt. Tại vì đất đai ở Canada là nó khan không phải là khan hiếm mà là chỗ ở họ ít xây và xây dựng nó sẽ không bằng ở Việt Nam, xây dựng rất giới hạn. Đặc biệt là các thành phố lớn như Toronto hay là Vancouver hay là Mississauga này uh, bây giờ giá nhà nó rất cao. Cho nên là trường họ phải liên kết với nhiều cái đơn vị khác nhau ví dụ như homestay ví dụ các cái gia đình ở khu vực này để nhận học sinh của họ vào ha Và anh cho em hỏi một chút là về cái việc mà mình thuê chỗ ở hay mình tìm chỗ ở ấy, thì có nhiều trường hợp, anh đã gặp trường hợp nào hay là có nhiều trường hợp mà bị lừa không anh? Bị lừa tức là khi mà người ta thuê nhà từ Việt Nam thì nó khác sau có thể để mình trả tiền mình đặt tiền rồi mà người ta phát hiện ra là nó không đúng hay người ta bị lừa mất tiền hay như nào không ạ xin mời anh ạ. Trường hợp đấy nó chỉ dành cho các cái sinh viên trên trung học thôi. Ví à. dụ sinh viên cao đẳng thôi, trên 18 tuổi thì không à. có ai không ai phụ đi tìm cho. Chứ còn nếu mà đã thông qua một cái đơn vị ví dụ như à. trường thì họ có người của trường, họ lo rồi làm sao mà bị được. Làm sao bị lừa được? Tại vì đó là những cái mối quan hệ họ hợp tác với trường lâu nay. Ví dụ tôi có khoảng cỡ 5 tới 7 nhà người Việt và đã làm việc với trường rất lâu. Học sinh Việt Được. Nam cũng đã tới ở hết thế hệ này tới hết thế hệ khác. Cho nên là họ quá rành về cái việc chăm học sinh quốc tế, chăm học sinh Việt Nam. Được. Và không có cái chuyện lừa xảy ra ở đây. Còn khi mà Được. chúng ta hay nghe nói là bị đặt cọc rồi sang đây không có chỗ ở. Đây là trường hợp của các sinh viên từ cao đẳng lên đại học. Được. Là các em nó mướn phòng riêng ấy. Ví dụ... À, họ đăng lên trên các cái nhóm cộng đồng là tôi có đang có phòng cho thuê ở khu vực này nhưng mà khi mình khi một cái em sinh viên quốc tế đang ở việt nam thì đâu có biết đó đặt cọc trước mà cũng không có biết được kiểm chứng này kia không có rõ tại vì tất cả những thứ mà trên online là nó mơ hồ lắm nó gọi là ảo mà nó rất là mơ hồ ừ. trừ khi có một cái đơn vị bảo chứng nào đó phải không à. Thì khi mà tự động trao đổi tiền mặt như thế nào Có khi trả qua Paypal Có khi trả qua là Zalo đủ kiểu hết Thế tới lúc mà sang tới Canada Thì phát hiện ra là cái người thu tiền của mình là ở đâu mất tiêu à? Không phải là chủ ừ. nhà Có ừ. nhiều bạn là đang không không thế Tức là tôi có một cái phòng viết lấy cái địa chỉ cũng đàng hoàng lắm của nhà người ta không à Không phải nhà ừ. của mình mà họ đăng lên thế Tại vì họ biết sao Họ biết sinh viên quốc tế đang cần phòng Đặc biệt là vào cái mùa tháng 8 á là cái lúc mà gần nhập học á là họ đăng lên tôi có phòng này họ đưa chụp hình làm giống như nhà của mình bắt đầu thế là các em không biết mới tới là đặt cọc ha. đặt trước là 500 đô hay là đặt trước một à. ngàn để giữ chỗ cho cũng nhấc điện thoại lên cũng nghe người bên này nói bình thường Đấy, mà ở Việt Nam sao mà gọi điện bằng số điện thoại của Canada được cho nên phải gọi qua Zalo rồi gọi qua Facebook nói năng ngon lành lắm à, chuyển tiền thôi chuyển qua cái tài khoản của Việt Nam cũng được tại vì tôi có người nhà tại Việt Nam chuyển qua đó xong tới cuối cùng mới đi qua đây là chỗ ở cũng không có tiền thì mất cái chuyện đây là lừa và thực tế mà nói nếu mà lừa theo cái kiểu đây thì chỉ có người Việt lừa người Việt thôi mà cái người này cũng không hẳn là ở Canada đâu mà cái kẻ lừa lọc là nó có khắp nơi kể luôn cả những cái bạn mà cứ lên gọi là ở Việt Nam mà 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 đăng cái tin đấy thì vẫn lừa được người tại Việt Nam mà chứ đâu phải người ở Canada cần lừa đâu phải không? Cho nên lừa lọc là có ở khắp nơi và Canada này nó rất phổ biến nữa đằng khác. Tại vì có nhu cầu là có cái nơi cung cấp ngay và có người mà cần đi thuê phòng thế nào cũng có người cho thuê phòng. Vấn đề là chúng ta cần phải có những cái thông tin để mà bảo chứng cho nên thỉnh thoảng tôi hay làm cái công tác như vậy đó là công tác gọi là bảo chứng cái thông tin đấy ví dụ các bạn có thể có một cái thông tin từ một cái nguồn nào đấy mà mình mơ hồ mình cũng không hiểu thì có thể là liên hệ hay là có thể nhờ tôi à nếu mà nó không tốn thời gian thì tôi không có lấy phí về thời gian còn nếu mà muốn tôi bảo chứng cái thông tin đó giải thích cho các anh chị nắm rõ có đúng hay không thực tế có đúng hay không cái nguồn là từ đâu cái thông tin chính thức từ đâu thì nếu mà nó mất thời gian là phải tính phí về thời gian là Rồi. như vậy có nghĩa là cần Rồi. phải có một cái người bảo chứng cái thông tin đó có đúng ừ. hay không tại vì mình không có kiểm soát được mình đang ở bên ngoài Canada rất là hay vâng xin hỏi tiếp anh Hoàng một câu là bên trên anh có nói về những cái vấn đề thì uh, vấn đề mà du học sinh có thể gặp phải khi họ ở với những người homestay có là người nước ngoài tức là không phải là người gốc Việt ấy thì mà anh cũng có nói thêm là ví dụ như thế hệ này thì đặc biệt là những bạn trẻ mà sống ở trong những điều kiện tài chính tốt ấy. gia đình có điều kiện tài chính tốt thì cái sức đề kháng cũng sẽ yếu hơn so với cả những thế hệ trước hoặc là những cái bạn mà có cái hoàn cảnh gia đình nó điều kiện tài chính nó yếu hơn nó kém hơn thì anh có thể kể cho mọi người chia sẻ của những cái vấn đề cụ thể đúng không ạ? một số những trường hợp anh gặp là như này những vấn đề ký túc xá như này và những vấn đề ở trong những người mà ở trong hôm xây của những người không phải gốc việt ấy. thì anh có thể kể những cái câu chuyện cụ thể và tại vì em chắc chắn là anh đã hỗ trợ quá nhiều học học sinh ra bên đấy học rồi ạ Xin mời anh ạ tại sao thì phải đổi nhà cho họ chẳng hạn à, cũng xoay quanh vấn đề là về văn hóa thôi Văn hóa ừ. và ăn uống là nhiều Tại vì các em không phải em nào cũng chuẩn bị sẵn sàng Như là ừ. lần trước tôi có nói Cha mẹ đôi khi À, thấy con người ta đi du học thì con mình cũng đi du học thế thôi ừ. chứ không chưa hiểu cái gì hết. Chưa biết được đứa trẻ nó có sẵn sàng hay chưa và cũng cũng chưa có ai hướng dẫn cho đứa trẻ này cả. Vì vậy mà khi các em sang đây, các em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cái việc mà chuyển nhà là khá thường xuyên. Đấy. Cho nên á, trong cái hợp đồng mà ký với sinh viên quốc tế mà của các cái đơn vị cung cấp dịch vụ homestay như là Canada Homestay Network á nó ghi ừ. rất rõ có thể là chuyển cho chuyển 3 lần ví dụ à, còn lần thứ tư thì họ sẽ lấy phí lấy phí thêm ừ. tại vì họ phải đi tìm nhà như vậy điều đó có nghĩa là chuyện chuyển nhà là chuyện xảy ra thường xuyên nhà thứ được. nhất học sinh phàn nàn ăn không được à, ăn uống không không chịu nổi à, ăn uống khó khăn quá khô khan quá mà trong lúc nhà người ta vẫn ăn người ta vẫn sống ở đây bao nhiêu năm như thế nhưng mà chẳng qua là mình không hòa nhập được, mình không hợp được với cách ăn uống cho nên mình phàn nàn cũng dễ hiểu tại vì ở Việt Nam là xứ ăn sáng là phải ăn nóng. Phải không? Ăn bún, ăn phở rồi mới đi học. Ở Canada này buổi sáng họ đưa cho một cái ổ bánh mì, một cái xúc xích gì đấy đại loại như thế, rất là khô khan. Thế mà mình đòi giống như là ở Việt Nam thì làm sao mà có được. Đấy là cái rất đơn giản. Cái thứ ừ. hai nữa là cái sinh hoạt, cái nếp sinh hoạt nó khác nhau. Bây giờ nhà người ta, nhà của Canada là họ cách âm rất rất xấu, không phải là rất tệ chứ không phải rất xấu, rất tệ là tại vì cái hệ thống xây dựng là vật liệu nhẹ, họ đâu có xi măng cứng như bên Việt Nam đâu, họ xây nhà giống như là Lego thế mà ghép vào cái khung gỗ rồi bắt đầu mới xịt vào những cái hệ thống là là cách âm cách cách nhiệt thôi rất đơn giản cho nên nó sẽ đi phòng trên thì dưới người ta sẽ nghe mà cứ nửa đêm các em bên Việt Nam sang á, là sống theo giờ của Việt Nam. Ở sang Canada mà sống theo giờ của Việt Nam nghĩa là 12 giờ trưa, 12 giờ khuya rồi. Vẫn đi giao tiếp với gia đình ở bên Việt Nam. Thế là ồ, nói chuyện rang rãng rồi chơi game. Mà chơi game là bắt đầu nhảy, gây ầm ầm. Thế là nhà hôm sai họ không chịu được. À, cho tôi xin một phút để tôi chỉnh cái sợi dây lại một chút xíu. Để đề phòng trường hợp nó hết pin ở đột xuất nhé. Dạ vâng ạ. Rồi chúng ta nói tiếp này, à, đấy là cái uh, cái ví dụ mà tôi vừa đưa ra là cái nếp sống ăn uống là một việc rồi, cái nếp sống là người ta không có uh, chấp nhận những cái trường hợp là ví dụ tiếng ồn sau lúc 10 giờ tối ừ. mà trẻ ở Việt Nam thì nếu mà ở nhà đó là chúng ta thoải mái lắm, nhà của Việt Nam sắm cho một cái phòng riêng, rồi đóng cửa lại chơi game rồi nhảy âm âm, không sao hết, là vì cha mẹ của của học sinh mà. Cho nên là cùng lắm thì lên mở cửa la à, Nhưng ở nhà hôm sau họ không có la kiểu đấy Họ chỉ ghi lại thôi Họ góp ý là con không được ồn như thế Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là họ báo cáo lên trường ngay à, Đấy là cái à, lối sống Rồi mọi thứ là các em nó phải tự chuẩn bị hết Ví dụ à, người ta sẽ sẽ chuẩn bị thức ăn cho Nhưng mà buổi sáng là mình phải tự mình xuống Mình lấy thức ăn Chứ người ta không có hầu hạ mình được không có phục vụ họ không có trách nhiệm đó và và họ đã tập cho con cái của họ ở đây từ rất nhỏ là phải chuẩn bị chứ không có kiểu mà cha mẹ là lo hết cho rồi tới giờ mới chở đi ăn sáng tới giờ thì nhắc đi học vân vân không có chuyện đấy và các em này thực sự là chưa chuẩn bị mà cứ lặp đi lặp lại như vậy đó là nhà homestay họ sẽ phàn nàn hoặc là khi mà bị phàn nàn thì các em nói nhà homestay này khó ở quá ăn uống thì đã khó rồi bây giờ là luật lệ cũng khó nữa nhưng mà các em đâu có chịu hiểu cái đó là chuyện bình thường ở xứ này đấy cho nên là xin chuyển nhà cái xong rồi là các cái công ty mà làm dịch vụ như là canada homestay network họ vẫn làm nhé họ vẫn làm họ lấy cái thông tin từ cả hai phía gia đình nhà homestay đó họ nói gì về học sinh học sinh nói gì về nhà homestay đó để họ xem lại là cái nào đúng cái nào sai để họ thương lượng với nhau nhưng mà vẫn không được nữa nhưng thông thường học sinh mà đã phàn nàn nhà đó rồi thì rất khó ở khi ừ. đã tới cái đơn vị mà họ cung cấp dịch vụ là học sinh này rất khó ở tại vì sao nói gì thì nói nhưng mà nhà hôm nay họ nói thế này tôi gọi là bị phàn nàn rồi tôi thấy không thoải mái để nhận em này em này chưa chuẩn bị đúng không cho nên nó mới ừ. phàn nàn như thế chuyện đơn giản nhưng mà nó cũng phàn nàn thế thì tôi không nhận em này nữa họ cũng muốn thôi, cho chuyện đi chỗ khác. Bây giờ cái em này mà đã chưa chuẩn bị như thế thì tới nhà khác cũng sẽ có chuyện khác. Đấy, tới một nhà khác có thể ăn ngon hơn. Ăn ngon hơn, nhưng mà trong nhà đó ví dụ, ví dụ nhé, trong nhà đó có một cái đứa con mà nó bị tự kỷ đi. Ví dụ như thế tôi nói thế thôi. Ví dụ cái nhà đấy có một cái người con mà người con bị tự kỷ. Và đứa con tự kỷ thì dĩ nhiên nó la, nó hét là chuyện rất bình thường cái học sinh này phàn nàn tiếp nhà này thì ăn uống cũng được ngon lành đó cô chú cũng dễ thương nhưng mà chỉ có em đó em la suốt con tập trung không được con thấy không thoải mái lại xin chuyển nà chỗ khác bây giờ chuyển sang nhà thứ ba chứ gì ok không sao cả họ chuyển tiếp theo hợp đồng họ chuyển thêm một nhà nữa tới nhà này thì bảo rằng là nhà này có nuôi ba con chó và lông nó bay tùm lum Đấy, ban đầu thì họ ghi vào là có chấp nhận ở chung với một nhà mà có nuôi động vật không, không sao được rất tốt. Thế là tới ở một vài hôm thấy là à, không có thích mấy con chó, thế là bắt đầu phàn nàn tiếp, đúng không nào? Thế là rất nhiều sự phàn nàn mà các em này lại không chịu chấp nhận. Cho nên tôi mới nói rằng là các em cái sức mà chấp nhận các em kém và cha mẹ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng và thông thường cha mẹ sót con. Cho nên cha mẹ có xu hướng là nghe theo lời của con, chứ không nghe cái thực tế và không có mang cái tính hợp lý. Tại vì cha mẹ gửi con đi sót quá, ở Việt Nam nó sướng quá. Đấy, tôi nói thật với các anh chị, có nhiều phụ huynh sang đây, nếu mà biết được con mình nó ăn như thế, bình thường nó vẫn ăn. 6 tháng nay nó vẫn ăn uống như vậy, nó vẫn sống được. Thế cha mẹ nhìn thấy cái hộp cơm của con đem đi, bắt đầu cha mẹ tự nhiên sót thấy ăn uống thế này thôi về đi con hay là thôi đi ở chỗ khác đi con chứ ăn uống kiểu này làm sao mà ăn được để tự nhiên không cha mẹ kiếm chuyện à chứ không phải đứa con đấy cũng có trường hợp như thế kể luôn tôi bị rồi tôi có những trường hợp bị như thế đang sống vui vẻ hạnh phúc không vấn đề gì hết tại vì dân ở đây chúng tôi vẫn ăn như thế con cái của các anh chị tới ở nhà hôm nay vẫn ăn như thế chứ còn mà đòi phải sáng ăn phở chiều ăn cơm gà chiên nước mắm tối lại ăn cái này ăn dặm thêm thế thì làm sao mà họ chịu được rồi ừ. con mình không có vấn đề tự nhiên một ngày đẹp trời cha mẹ sang thăm con và cha mẹ xin ở lại đi ha cái nhà homestay đó một bữa à, thế là bắt đầu quan sát thấy con ơi cái nhà gì ghê quá chỉ nói 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 trộm với nhau thôi à, con ơi cái nhà gì ghê quá nhà mình nó sang trọng mà sang đây sao con ở cực khổ thế này rồi ăn uống như vậy rồi sao mà nó đủ dinh dưỡng được cứ nói thế thôi bắt đầu sót cho con tới cuối cùng là gây ra chuyện tùm lum hết nhà hôm nay họ cũng ừ. không muốn giữ con mình lại và con của mình đang êm ấm như thế nó hòa nhập được 6 tháng nay tự nhiên ông bố sang nói tầm bậy cái sót con mà nói bậy <laughs> không hợp lý cho nên tôi nói rằng là con đi học thì cha mẹ vẫn phải đi học Đấy. chứ không phải là con đi học mà cha mẹ không học đâu cha mẹ phải đi học trước để biết được rằng con mình nó cần phải như thế và nếu mà quá xót con thì không nên gửi con đi học. Ừ. Nếu quá xót con thì nên giữ con mình lại. Không nên cho nó đi học. Còn những cái người nào mà đã chấp nhận gửi con đi học có nghĩa là mình muốn con mình nó nó có một cái sự tiến bộ về mặt nhận thức, về mặt tự lập để lâu dài nó có lợi cho nó. Chứ mình không thể theo con mình hoài được. Cái đấy mới là sự đầu tư chính đáng. Mới ừ. đầu tư gọi là hợp lý chứ không phải đầu tư là gì đem con mình từ một cái cung điện này sang một cái cung điện khác ở Canada ở đây không có cung điện ở đây không có nhà ngà voi không có ở đây là những cái gì rất thực tế và giá trị nó là bền vững chứ không phải là tạm thời còn nếu mà nghĩ tới chuyện tạm thời thì mình giữ con mình lại cho nó dễ chưa sẵn sàng thì nên chưa nên đi vâng Đã em có một người chị đấy người chị ở Canada và cũng cho học sinh ở Việt Nam sang thuê ở đấy và chị có chia sẻ là cái bạn ở nhà chị thì nói xin lỗi là không biết dùng giấy vệ sinh bởi vì nhà bạn là ở Việt Nam là dùng cái vòi xịt kiểu của Nhật đấy rất là rất là sang trọng và cuối cùng là bạn ấy mỗi lần bạn dùng giấy là bạn ấy không biết dùng và bạn dùng một đống và lúc nào tắt Đấy là cái mức độ như thế, những cái vô cùng là tối thiểu cơ bản như thế Nhưng mà du học sinh ở đây là toàn những Xin lỗi, xin lỗi, con nhà quý tộc, công chúa hoàng tử là sang là Đấy những cái cơ bản như thế mà không biết Rồi thứ hai nữa là dụng như là chị có bảo là ăn xong thì cháu cũng phải rửa bát cắt thứ đi Rồi là chứ bây giờ cháu ăn xong rồi cháu cứ vứt ra đấy thì, thì, thì bác không phải là người mà đi hỗ trợ cháu từng những cái việc đi phục vụ cháu như thế Thì mẹ cũng gọi điện sang ngay mẹ bảo là chị ơi em thuê chị là chỗ này là chỗ để ở và và chứ em không bắt là muốn bắt là con em làm đấy cũng tương tự như cái công việc của anh chia sẻ đúng là rất là thực tế và rất là khó vậy thì phải có những cái lưu ý gì ạ khi mà chọn nhà cho uh, học sinh khi mà học cấp 3 ở Canada ví dụ như là vị trí đến trường này giá cả này rồi đặc điểm hay có lượng, ví dụ như là có phải nên tránh những người ở ở các quốc tịch nào đó mà khó ăn uống không hay như nào xin anh có thể cho những cái lưu ý cho mọi người khi chọn ví dụ ở nhà Ấn Độ có nên không là ở là Philippines rồi à? đâu ăn đâu có thể có hơn đấy thế thì xin phép anh chia sẻ thêm ạ à, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì uh, trước khi mà tôi đưa một học sinh sang đây tôi ừ. luôn luôn làm công tác đây uh, có nghĩa là đi tìm nhà cho học sinh thì mình ừ. phải nói trước là uh, học sinh này cái khả năng chấp nhận của nó như thế nào ừ. tức là đánh giá trên từng học sinh chứ chúng ta không thể uh, gọi là nói có một cái mẫu số chung cho tất cả được ừ. à, học sinh này là một cái đứa là ở việt nam nó rất là thích ăn những cái món ừ. gọi là ngoại quốc chứ nó không thích ăn rau cải vân vân <laughs> nó thích ăn pizza hơn là nó thích ăn cơm ví dụ như thế và nó cứ muốn ở nhà của người không phải là người Việt tại vì có những cái em ngay từ đầu nó xác định như thế nó là con không thích ở nhà người Việt con chỉ thích nói tiếng Anh thôi đấy đấy là cái ban đầu của đứa trẻ nó nghĩ như thế nó xính ngoại nó xính ngoại nghĩa là gì nó nói là không đi sang Canada là nhất định là phải ở nhà người nước ngoài thôi tức là cứ mang cái cứ cứ trong cái suy nghĩ từ trước giờ của nó là như thế đấy muốn ăn món ăn người nước ngoài muốn ở với văn hóa người nước ngoài để giao tiếp với họ ha cho nên là tôi sẽ chọn cái nhà người nước ngoài cho các cháu trước nhưng tôi luôn luôn đề phòng một câu là con cứ yên tâm cứ thử trước cái đi cái đã không có thể là thử 3 tháng hoặc là 6 tháng nhưng mà thông thường không được 3 tháng đâu phải là ký hợp đồng 6 tháng ít nhất họ mới nhận chứ không ai mà mà, mà cho mình tới rồi mình ở 3 tháng rồi là mình lại đi thế là trống nhà của người ta làm sao được phải không? Người ta làm dịch vụ mà. Chứ người ta đâu có để nhà người ta trống được mình qua mình cái hợp đồng 6 tháng nữa chừng 3 tháng, một tháng mình chán mình bỏ đi đâu được. Cho nên tôi nói trước này ví dụ như cháu nhà chị mà đã chấp nhận như vậy thì đồng ý tôi vẫn tìm nhà người nước ngoài cho. Muốn ha, người nước ngoài là da đen à, hay là da trắng hay là như thế nào đó. Đó, và tôi sẽ chiều. Nhưng mà nếu mà yêu cầu quá đáng thì không làm được. Tại vì không phải là lúc nào dân Canada cũng là dân da trắng mà dân da trắng thì có thể là dân châu Âu có thể là dân Ukraine có thể là dân Nga vân vân tùm lum đúng không cho nên là không có một cái yêu cầu cụ thể nào mà phải là nhà nói tiếng uh, tiếng Anh rặc luôn nhé phải là da trắng rồi phải ừ, là nhà thế. có học thức phải không cái nhà ừ. ở gần trường xin thưa các anh chị không có điều đó không có nếu mà nhà ở gần trường cái giá nó khác phải không rất là tiện mà họ biết mà nhà nào ở gần trường họ biết cho nên là giá nó sẽ cao hơn là học sinh nó đi bộ sang dễ hơn rồi ừ. nhà người nước ngoài thực tế mà người ta có học hành đàng hoàng thưa các anh chị họ không làm homestay đâu tại vì nuôi một cái đứa học sinh quốc tế nó không đáng bao nhiêu tiền mà ừ. nó rất là mệt nhiều trách nhiệm lắm cho nên những cái người giàu có họ không làm homestay đúng không cái đó là bài toán thực tế thôi đừng có mơ cái chuyện đấy nó không có thực tế um thì tùy theo mỗi cái em nó có yêu cầu như thế nào. Còn ví dụ có những cái em yêu cầu đầu tiên nó cháu nó khó ăn lắm, cho nên là uh, gia đình cũng muốn ở nhà một cái người Việt để mà có thể giao tiếp được với họ rồi nhờ họ chăm thêm cho. Chứ cháu là nó ham chơi vân vân, thì chỉ ừ. có nước nhà người Việt thôi mới phù hợp. Ừ. Tại nó ăn uống khó mà. Còn ở gần trường, xa trường đó thì cũng phải tập cho các cháu này nó biết được là gì ở Canada này đó uh, không phải là cứ thích là được mà các em các cháu phải tập dần dần là đón xe buýt công cộng để đi tới trường. Và trong phạm vi khoảng cỡ 45 phút là chuyện bình thường. Đi từ nhà tới trường 45 phút là chuyện rất bình thường. Vì sao như vậy? Vì sắp tới các em lên tới cao đẳng đại học thì các em sẽ phải tự lập như thế. Phải đón xe buýt đến tới trường đại học. Phải tập đi làm thêm cách nhà 40-50 phút đi bằng xe bus trong tuyết là chuyện rất bình thường. Cho nên cái đây là sự chuẩn bị và giải thích rất rõ cho các em như vậy thì các em nó không trách được cái gì hết ở đây tôi có những em ở cách trường có ba cây số đã ren là xa ừ. nhưng mà có em là ở cách trường bảy cây số tám cây số lại thấy bình thường thì cái sự khác đó. nhau là gì đó là sự chuẩn bị đó. cái tâm lý chuẩn bị ừ. và quan trọng nhất là cũng sự hỗ trợ của cha mẹ nữa chứ ừ. còn mà cha mẹ mà cứ chiều con đó thì những cái đứa trẻ này nó thực sự là không nên nếu mà chúng ta cứ xót con chúng ta cứ nghĩ rằng là con mình đi là mình có tiền mà, tại vì thực tế là mà nói đa số các bạn con mà có tiền. đi du học là con của nhà có tiền, chứ Đó. tôi có nói là du học tự túc không không phải là dành cho dân nghèo, nghèo thực sự là không có không có cơ hội để đi du học tự túc hiện giờ, cho nên đã là nhà khá giả thì cái cách giáo dục của những cái người giàu nó khác là không muốn con mình đụng tay đụng chân mà bây giờ lại đưa nó sang với một cái môi trường khắc nghiệt thì con mình nó không trụ được. Cho nên là chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề mà mâu thuẫn xảy ra khi gọi là à, tiếp xúc với phụ huynh. Tại vì phụ huynh nhìn từ một cái góc khác, con mình phải được chăm sóc, con mình là là công chúa hoàng tử đi sang đây ăn thì phải có người rửa. Xin thưa ở đây không có. Kể luôn các con của tôi đây mà 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 không có rửa thì chúng tôi vẫn phải tập cho nó từ từ cũng phải la cũng phải nói tại vì lớn lên nó không thể gọi là phụ thuộc vào người khác được đó là cách giáo dục khác nhau rồi con không có quyền lựa chọn quá nhiều không có quyền lựa chọn à, cái nào mà mình được phép lựa chọn gọi là mình yêu cầu là có thì cái đó à, là mới gọi là cái quyền lợi và cơ bản thôi còn cái nào mà người ta cho thêm thì người ta gọi là đặc ân phải không? Ừ. Đặc ân có nghĩa là có thì tốt mà không có thì mình phải cảm ơn còn không thì cũng là chuyện ừ. bình thường. Đó. Có nghĩa là nhà homestay họ chỉ cung cấp những cái rất cơ bản và họ không phụ trách cái việc dạy con của mình. Ừ. Không phụ trách tại vì cái việc dạy mình đã dạy không nổi mười mấy năm mình dạy không không nổi mà bây giờ mình gửi sang con mình ra nước ngoài mà mình bắt cái nhà homestay đó với một tháng tiền ăn, tiền ở, tiền phòng, tất cả các thứ có một ngàn rưỡi tới một ngàn tám đô mà mình bắt con bắt cái nhà homestay đó phải dạy cho con tôi thành người thì xin thưa các anh chị nó không công bằng và nó vô lý và chúng tôi ở đây cũng không có cái nghĩa vụ làm được việc đấy không có quyền tại vì cha mẹ phải là cái người dạy con mình chứ nhà homestay họ chỉ làm nghĩa vụ của họ là gì cung cấp chỗ ở sự an toàn và thức ăn cho đứa trẻ theo đúng cái hợp đồng thôi cơ bản thôi một ngày hai buổi ăn hay là một ngày hai buổi rưỡi ăn thì tất cả đều rất rõ ràng và chi phí họ nhận chừng đó họ làm đúng như thế thôi chứ còn ở Canada này có một cái là người ta hay sợ trách nhiệm ừ. tức là người ta cũng không cần làm quá trách nhiệm của họ đâu Tại vì quá trách nhiệm đôi khi cái lòng tốt của họ cái sự rộng rãi của họ nó khiến cho họ phiền phức và dính tới pháp luật nữa cho nên họ không làm từ từ như thế họ không phải là người ích kỷ đâu, nhưng mà họ biết rằng là cái phạm vi trách nhiệm của tôi ngang đó, tôi làm ngang đó thôi. Ừ. Tôi làm thêm các anh chị cũng không cho tôi cái gì thêm cả ừ. mà tôi xin thêm phiền phức và không có đúng với nghĩa vụ của tôi. Đấy, thì tôi phân tích cho các anh chị phụ huynh qua cái livestream này là rất kỹ à, chứ không phải là cái chuyện con mình đi học rồi đóng tiền cho trường là xong đâu không phải đây là một cái quá trình gọi là giáo dục chứ không phải là đi học hay là đi chơi được mà là một quá trình giáo dục mà giáo dục chuyển tiếp từ Việt Nam sang Canada nó giống như một cái cái trường hợp gọi là một con cá nó đang sống ở trong một cái hồ nhỏ nhỏ mà bây giờ chúng ta đưa ra cái 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 dòng sông lớn hơn rồi cái biển lớn hơn thì chúng ta phải có một cái giai đoạn chuẩn bị cho nó để nó bơi cho giỏi rồi nó phải tìm một cái khe nước nào đó để nó từ từ nó lấn ra cái dòng sông chứ không thể bắt nó nhảy từ một cái hồ nhỏ nhảy cái ầm sang được nó, nó nhảy nửa chừng thì không có nước nó chết ngay Vâng, ok. Oh, hôm nay em xin cảm ơn anh Tô Tức Hòa rất là nhiều về những cái chia sẻ của anh liên quan đến vấn đề ăn ở thôi nhưng mà cũng rất là nhiều thứ liên quan, bao nhiêu vấn đề liên đến liên quan đến chuyện ăn, chuyện ở. Và như anh có nói nhỉ, thì đây quả thực là một cái quá trình không hề dễ dàng con cái đi học nhưng mà bố mẹ cũng phải học và bố mẹ có khi còn phải học ngang tầm con lên cái khả năng mà để có thể con có thể là rất sẵn sàng trong cái quá trình giáo dục mà quá trình giáo dục chuyển tiếp này thì cũng rất là quan trọng bởi vì mỗi người khi mà gửi con sang đây đều có rất là nhiều những cái kỳ vọng để cho con có một cuộc sống tốt hơn có một cái tự học cái khả năng tự lập và tự sống bằng cái đôi chân của mình khả năng thích nghi rất là quan trọng trong cái thời buổi xã hội hiện tại này. Và em xin cảm ơn anh uh, Tuấn Hoàng rất nhiều về chia sẻ ngày hôm nay Rất Rất hy vọng có thể được thêm uh, anh chia sẻ thêm về nhiều những chủ đề khác và xin cảm ơn anh ạ. Xin chào anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và dạ vâng. hẹn gặp lại. Dạ vâng, xin cảm ơn anh chào anh